Chân gà sốt cay của Hàn Quốc. Vì là cái món này nó rất là cay cho nên mình đã chuẩn bị một cái tô canh nè. Cái canh này cũng lạ lắm nha, ngày đầu tiên mình đến Hàn Quốc mình cũng không có ăn được cái canh này đâu. Để coi cái canh này dịch cái tiếng Việt Nam coi. Canh dưa leo lạnh, mọi người nghe nó hơi lạ lạ đúng không? Tại vì sao người ta gọi là canh dưa leo lạnh? Thì ở trong đó người ta có bỏ nước đá, khi mà húp canh vô nó rất là mát. Cái món này nó rất hợp với cái mùa hè nóng nực, oi bức. Cay mà nó cực kỳ ngon. Nhìn nha mọi người. Đúng là mát lạnh thiệt cả mọi người. Đây, đố mọi người, đây là cái gì đây? Nhìn nó dễ thương không? Đây là cái bánh gạo. Ở bên trong người ta có để cái phô mai á. Nó ngon dữ lắm luôn. Nguyên một cái chân gà to bự luôn. Nó cay cay giòn giòn, hơi vị hơi ngọt. Ngon cực kỳ. Đây là cái ớt mà mình trồng nè mọi người. Nó hết thẳng nè, giờ nó thành công rồi. Mình sẽ chấm nó với cái này.
Cá chớp nó ngọt ngay luôn, nó không có hề cay, ăn nó rất là đã, giòn, cái thịt của nó là dày. Mọi người có biết này là gì không? Rong Cái biển. canh này thì có rong biển, dưa leo với lại hành tây, ớt cay. Ăn cái món cây này cùng với cái canh này đúng là một sự kết hợp hoàn hảo thiệt luôn á. Mọi người có biết mình chuẩn bị cái này để làm gì không? Không phải đựng xương đâu nha. Cái chân gà này có xương đâu mà đựng. Mình chuẩn bị cái này là để mình đổ phô mai vô mình quay. Chấm với cái chân gà này ăn sẽ rất là ngon. Mọi người đợi mình một chút nhé. Mình chấm nó hay là mình đổ nó trực tiếp vô đây ta? Thôi mình chấm nó đi Wow, nhìn nè. Chấm nó vô đây nha. Nhìn nó ngon nè. Nó ngon cực kỳ. Một sự kết hợp hoàn hảo. Wow, nhìn nào. Đây là trái ớt Thái mình trồng mà. Nó ngon quá mọi người. Chấm với phô mai nó ngon tuyệt vời. Cái phô mai nó nhìn ấy quá. Nó nhìn nguội. Cái bánh gạo nó dẻo dẻo mà ở bên trong nó có phô mai á, nó béo mà nó thơm phô mai. Nó ngon vô cùng.
cái chân gà vừa giòn vừa cay. Mọi người nhìn cái phô mai nó đông lên nè. Phô mai mà nghĩ cái miếng bánh gạo nó dẻo dẻo thơm thơm, phô mai nó béo béo. Ngon. Mình vừa nói với mọi người là cái món này nó làm như thế nào. Nguyên liệu của nó gồm có là dưa leo nè, gông biển nè, ớt cay, hành tây. Dưa leo thì mình sẽ sắc sợi, còn cái gông biển thì mình cũng sắc miếng vừa ăn thôi. Rồi mình cho muối, cho đường, cho giấm. Nêm nó hơi là hơi chua chua ngọt ngọt. Bỏ đá vào là thưởng thức thôi. À còn quên nữa, hạt mè. Rắc hạt mè lên nữa. Người Hàn rất thích ăn hạt mè. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Nếu thấy thích mình thì nhớ bấm đăng ký, bấm thích cho kênh mình đó nghe. Bye bye.